Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Trần Đình và Thanh Hiền xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ sáu ngày 29 tháng 3, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết Trước ngưỡng cửa của viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Maroc. Tiếp đến, trong mục Gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại lời chứng của Eva Crosetta, người dẫn chương trình trên con đường Đa Mát. Đức tin của tôi được sống từ tình yêu và thực tế. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài, giáo huấn của hai sách sử biên về Thiên Chúa, đấng yêu thương che chở và cứu giúp Israel. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức. Vatican, trước chuyến thăm Maroc 30 và 31 tháng 3 sắp tới, Đức Thánh Cha Phan Xico gửi một sứ điệp video đến người dân đất nước này. Nội dung của sứ điệp như sau. Quý công dân Maroc thân mến, Assalamu alaikum. Bình an ở cùng quý vị. Tôi sắp đến đất nước yêu dấu của quý vị trong chuyến viếng thăm hai ngày. Tôi cảm ơn Chúa đã ban cho tôi cơ hội này. Tôi biết ơn quốc vương Mohammed VI vì lời mời thịnh tình và chính quyền Maroc vì sự hợp tác tốt đẹp. Theo bước chân của vị tiềm nhiệm, Thánh giáo Hoàng Giang Phao Lô II, tôi đến như một người hành hương của hòa bình và của tình huynh đệ trong một thế giới đang rất cần điều đó. Là những tín hữu Kitô và hồi giáo, chúng ta tin vào Thiên Chúa là đấng tạo hóa và thương xót. Đấng đã dựng nên con người và đặt họ vào thế giới để họ sống như anh em, tôn trọng nhau trong sự đa dạng và giúp đỡ nhau khi cần. Ngài giao cho họ trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta để bảo vệ nó bằng trách nhiệm và bảo quản nó cho các thế hệ mai sau. Tôi rất vui khi được chia sẻ trực tiếp những niềm vui này với quý vị trong cuộc gặp gỡ của chúng ta ở Rabat. Hơn nữa, chuyến đi này sẽ cho tôi cơ hội quý giá để thăm cộng đoàn Kitô tô giáo hiện diện ở Maroc và để nâng đỡ họ trong hành trình bước đi. Tôi cũng sẽ gặp những người di cư, họ đại diện cho một lời kêu gọi cùng nhau xây dựng một thế giới công bằng và liên đới hơn. Người dân Maroc quý mến, Tôi hết lòng cảm ơn quý vị từ giây phút này vì sự chào đón của quý vị và trên hết về những lời cầu nguyện của quý vị. Tôi cũng cầu nguyện cho quý vị và cho đất nước thân yêu của quý vị. Hẹn sớm gặp lại. Việc gửi sứ điệp video đến đất nước mà Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm là thông lệ của Đức Thánh Cha Francisco trước mỗi chuyến đi. Đây là chuyến viếng thăm mang tính đối thoại liên tôn. Cộng đoàn Công giáo tại Maroc là thiểu số, chỉ chiếm chưa tới 0,07% dân số cả nước. Số người Công giáo là 23.000 trên tổng số gần 35 triệu dân. Giáo hội Công giáo tại Maroc gồm hai giáo phận với 35 giáo sứ, tổng số linh mục triệu và dòng là 46 và có 178 nữ tu. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Maroc và lần thứ hai Đức Giáo Hoàng đến thăm đất nước này. Đức Thánh Giáo Hoàng Doan Paulo II là vị Giáo Hoàng đầu tiên viếng thăm Maroc vào năm 1985. Colombia Hội đồng giám mục Colombia bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực, vi phạm nhân quyền và nghèo đói tại vùng phía Tây Choco, nằm dọc bờ biển Thái Bình Dương và cả các khu vực phía Tây Nam đất nước một tuyên bố đưa ra hôm thứ Bảy 23 tháng 3 được ký bởi Chủ tịch và Tổng Thư ký của Hội đồng Giám mục Colombia, Đức cha Oscar Oropina Ortega, Tổng Giám mục Villa Chichencho và Đức cha Elkin Fernando Alvarez Botero, Giám mục Phụ tá Giáo phận Medellin. Bày tỏ sự gần gũi với các giám mục tại khu vực nói trên và với tất cả những người đang bị bạo lực, thiếu nhu yếu phẩm, thất nghiệp, thiếu cơ hội để có một cuộc sống xứng đáng các giám mục cũng liên đới đặc biệt với thần quyến của những người đã qua đời trong biến cố này. Hội đồng giám mục Colombia gửi một thông điệp tới chính phủ, cộng đồng và các tổ chức xã hội kêu gọi các bên trước hết chọn giải pháp đối thoại để tìm ra cách giải quyết cho những xung đột hiện tại. Vatican, hôm 27 tháng 3, tiến sĩ Alessandro Gisotti, quyền giám đốc phòng báo chí tòa thánh đã thông báo chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại ba nước Mozambique, Madagascar và quần đảo Mauricio. Ông Gisotti cho biết, nhận lời mời của các nguyên thủ các quốc gia và các giám mục, Đức Thánh Cha Francisco sẽ thực hiện chuyến tông du ba nước Mozambique, Madagascar và Mauricio từ ngày mùng 4 đến mùng 10 tháng 9 2019. Viếng thăm thành phố Maputo của Mozambique thành phố Antananarivo ở Madagascar và thành phố Boss của Maurizio. Chương trình chuyến viếng thăm sẽ được thông báo sau. Logo và khẩu hiệu của các cuộc viếng thăm tại ba nước cũng được công bố. Hy vọng hòa bình và hòa giải. Đây là khẩu hiệu cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Mozambique. Logo có hình bản đồ Mozambique, muốn nói rằng Đức Thánh Cha đến thăm quốc gia này và giáo hội tại đây. Hình Đức Thánh Cha Francisco với nét mặt biểu cảm và hướng nhìn về bản đồ, diễn tả mục tử của Giáo hội Chúa Kitô và tình yêu dành cho Mozambique. Chim bồ câu biểu tượng cho hòa bình, điều rất cần thiết đối với nước Mozambique. Hai bàn tay là biểu tượng sự đón tiếp Mozambique dành cho Đức Thánh Cha và cả sứ điệp hy vọng hòa bình và hòa giải mà Ngài mang đến cho người dân Mozambique. Năm màu trên logo là năm màu của lá cờ Mozambique Màu xanh là biểu tượng của hy vọng, màu đỏ của hòa giải, màu trắng của hòa bình và màu vàng là màu cờ Vatican. Cuộc viếng thăm Madagascar có khẩu hiệu là Người gieo hòa bình và hy vọng. Trong logo có hình cây cọ rẽ quạt và cây bao báp, những loại cây tượng trưng cho Madagascar. Trong logo cũng có hình Đức Thánh Cha và một số vị thánh, dấu chứng của một quốc gia của những môn đệ truyền giáo và các chứng nhân của đức tin cho đến tử đạo. Khẩu hiệu cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Maurizio đó là Đức Giáo Hoàng Francisco, người hành hương của hòa bình. Trên logo của cuộc viếng thăm có hình Đức Thánh Cha vẫy tay chào đám đông và chim bồ câu trên nền cờ Maurizio. Manila, Giáo hội Philippines dẫn thân để giúp cho cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới được minh bạch, trung thực, chính xác, có ý nghĩa và hòa bình. Trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới, dự định vào ngày 13 tháng 5, một tổ chức đặc biệt của giáo hội, Hội đồng Mục vụ Giáo sứ cho việc bầu cử có trách nhiệm, được thành lập tại Tổng giáo phận Manila vào tháng 10 năm 1991. Trước cuộc bầu cử năm 1992, đang tuyển dụng tình nguyện viên để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát trong cuộc bỏ phiếu. Hội đồng này đã được Ủy ban Bầu cử của Chính phủ chính thức công nhận, và nhờ 300.000 quan sát viên và tình nguyện viên, hội đồng sẽ tham gia vào việc bảo đảm cho các cuộc bỏ phiếu được minh bạch, trung thực, chính xác, có ý nghĩa và hòa bình. Hội đồng có vai trò như cánh tay của các công dân và cộng tác với các ủy ban bầu cử, bảo vệ các lá phiếu và xác nhận các phiếu bầu thông qua một cuộc đếm phiếu song song không chính thức. Bà Maria Isabel Buonautra, giám đốc điều hành của hội đồng, đang hướng dẫn các khóa huấn luyện các cử tri tại các giáo sứ và tổ chức khác nhau của giáo hội trên toàn quốc, nhắm đào tạo lương tâm các cử tri và chống lại gian lận. Theo hệ thống của Philippines, trong kỳ bầu cử giữa kỳ vào giữa nhiệm kỳ tổng thống, người ta sẽ bầu các thành viên của Hạ viện, 12 thượng nghị sĩ và tất cả các chức vụ trong chính quyền vùng, tỉnh và quận. Bà Buenaopra nhấn mạnh rằng kỳ bầu cử năm 2019 này cũng là cơ hội cho các thế hệ trẻ hành động và thực thi quyền bầu cử của họ. Bà cho biết, trong 61 triệu cử tri toàn quốc số người trẻ từ 18 đến 35 tuổi là 20 triệu và chiếm 1 phần 3 số phiếu bầu. Bà nói, chúng tôi hy vọng rằng các cử tri trẻ có thể tham gia vào chính trị của Philippines. Nếu họ muốn thay đổi cho Philippines, sự thay đổi phải bắt đầu với họ và từ họ. Jurid, Đức cha Jean-Marie Love, Giám mục Sion, người chịu trách nhiệm về chăm sóc mục vụ cho người di dân, trực thuộc Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, nhận xét về báo cáo chăm sóc mục vụ cho người di cư ở Thụy Sĩ. Nếu chúng ta có thể tăng cường việc chung sống giữa tín hữu địa phương và người nhập cư và làm cho việc chung sống của họ trở nên tốt đẹp hơn, thì việc chăm sóc mục vụ cho người di cư là cơ hội tuyệt vời cho giáo hội công giáo ở Thụy Sĩ. Thực tế, khoảng một phần ba số người công giáo ở Thụy Sĩ có nguồn gốc di dân. Đây là một sự hiện diện đánh dấu đời sống giáo hội theo nhiều cách một cuộc sống đa ngôn ngữ và đa văn hóa. Tại đây có khoảng 110 thời sai linh mục tuyên ý thi hành mục vụ cho các tín hữu này, mỗi năm có khoảng 21.000 lễ nghi được cử hành bằng hơn 20 ngôn ngữ. Dữ liệu và thông tin trên được văn phòng chăm sóc mục vụ cho người di cư ở Thụy Sĩ công bố vào ngày 25 tháng 3, sau khi hội đồng giám mục Thụy Sĩ và hội nghị trung ương Công giáo Roma thảo luận về đề tài người di cư. Đây chính là một phần của dự án cho tương lai của Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ và Hội nghị Trung ương Công giáo Roma dành cho người di cư. Vấn đề được xem xét theo tình hình hiện tại và xem xét trên năm khía cạnh: đa dạng của thực tế mục vụ, vấn đề hay cơ hội, mô hình tương lai và những gì có thể phát triển cho sứ vụ này, nâng cao nhận thức cho những người tích cực trong việc chăm sóc mục vụ truyền thống và mục vụ cho người di cư văn phòng di cư tập trung vào các hoạt động mục vụ tăng cường nguyên tắc bổ trợ ở lĩnh vực tài chính và hành chính phân phối vốn công bằng hơn báo cáo có đoạn viết giáo hội công giáo được đánh dấu từ sự đa dạng tất cả những người công giáo đã được rửa tội là thành phần của giáo hội đặt nên trên sự bình đẳng việc chăm sóc mục vụ của người di cư là yếu tố nền tảng của giáo hội công giáo nó là một khía cạnh của giáo hội công giáo với tư cách là một thể chế đặc trưng bởi sự đa dạng và bởi nhiều nhu cầu cần được đáp ứng một cách tiếp cận sáng suốt trong việc chăm sóc một vụ người di cư sẽ mang lại khả năng nhận thức rõ hơn về sự chung sống giữa các tín hữu và củng cố sự sống chung này cũng như thúc đẩy sự chung sống dựa trên sự tôn trọng và cởi mở lẫn nhau kết quả phân tích sâu rộng về tình hình chăm sóc một vụ người di cư với những điểm mạnh và điểm yếu của nó đã chỉ ra rằng cần phải thay đổi một phần đã diễn ra rồi chuyển từ cái nhìn tập trung và các vấn đề sang cách tiếp cận nhằm vào các cơ hội điều này không chỉ cho phép tính đến sự đa dạng ngôn ngữ mà còn sự đa dạng của thực tế cuộc sống văn hóa và truyền thống của người công giáo và cộng đồng của họ đồng thời mang lại lợi ích cho việc củng cố nhận thức thuộc về cùng một giáo hội trên toàn thế giới. Bamako, các giám mục Mali cùng với các cộng đoàn tin lành đã gửi sứ điệp chưa buồn đến đất nước, Tổng thống và Bộ trưởng Bộ Tôn giáo về vụ thảm sát ở làng Ogosago. Vào Chủ nhật tới, sẽ có buổi cầu nguyện cho các nạn nhân, những người bị thương và gia đình của họ và cầu nguyện cho hòa bình ở Mali. Cha Alexandre Denault, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Mali nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo như trên. Hôm 24 tháng 3, ít nhất 160 người thuộc bộ tộc Peuls đã bị tàn sát tại làng Ogosago. Cha Alexandro nói, vụ tàn sát này được cho là gây ra bởi những người Dogon thợ săn hoặc ít nhất là những người ăn mặc sống họ. Những người Dogon thuộc anh em với những người thợ săn, cha Alexandro giải thích, săn bắn không phải là nghề sống của họ. Đa số những người Dogon là nông dân kết nghĩa anh em với những người săn bắn và tạo ra những nhóm tự vệ. Người Peuls là những nông dân thường có xung đột với các nông dân khác để phân chia nguồn nước và đất đai. Mali đang đối diện với những cố gắng ly khai ở miền Bắc và các nhóm thánh chiến đang hoành hành. Đất nước này đang sống trong tình trạng bất an sâu sắc. Chủ nhật tuần trước, chúng tôi đã cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ thảm sát Diora cha Alessandro nhắc lại một vụ tấn công khác hôm Chủ nhật ngày 17 tháng 3 tại trại quân sự Diora đã giết chết 23 binh sĩ Mali. Vụ tấn công được thực hiện bởi một nhóm liên kết với Al-Qaeda. Cha nói thêm rằng, giáo hội Công giáo và giáo hội tin lành đang cùng nhau làm việc để thúc đẩy hòa bình và chúng tôi cùng nhau kêu gọi đất nước Mali sống trong sự hòa hợp và không để cho sự chia rẽ thắng thế. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican, tiếp theo phần tin tức. Kính mời quý vị nghe trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Maroc. kính thưa quý vị thính giả, lúc 2 giờ chiều thứ Bảy ngày mai, 30 tháng 3, máy bay chở Đức Thánh Cha, đoàn tùy tùng và các ký giả quốc tế sẽ đáp xuống phi trường quốc tế của thủ đô Rabat sau chuyến bay dài 3 giờ 15 phút. Rabat cách Roma 1.900 cây số về hướng Tây Nam. Lễ nghi đón tiếp chính thức sẽ diễn ra 45 phút sau đó tại quảng trường trước Hoàng Cung và Đức Thánh Cha sẽ hội kiến với quốc vương Mohammed thứ Sáu trước khi gặp gỡ nhân dân, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại quảng trường đền thờ Hồi giáo Hassan. Tiếp đến, Đức Thánh Cha sẽ viếng lăng của vua Mohammed thứ năm vào lúc 5 giờ chiều, rồi viếng thăm Học viện Mohammed thứ sáu là nơi đào tạo các iman, các nhà giảng thuyết nam nữ của Hồi giáo. Hiện diện trong dịp này cũng có các sinh viên học viện đại kết, có khoảng 40 sinh viên thuộc các hệ phái Kitô ở Maroc. Sau cùng, lúc 6 giờ chiều, Đức Thánh trà sẽ đến trụ sở của Caritas giáo phận Rabat để gặp gỡ những người di dân. Tổ chức bác ái này đảm nhận một công tác được coi là rất quan trọng, vì một số lớn trong số 30.000 tín hữu công giáo ở Maroc là những người di dân từ những nước ở miền nam sa mạc Sahara, quen gọi là Phi Châu Đen. Vì thế, họ là những người cần được các cơ quan bác ái của giáo hội giúp đỡ trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tiến hữu công giáo Đức KNA hôm 23 tháng 3 vừa qua, ông Hannes Stekeman, người Đức, giám đốc Caritas của giáo phận thủ đô Rabat cho biết, vì Maroc là nơi gần nhất giữa Phi Châu và Âu Châu và nay trở thành mục tiêu quan trọng nhất đối với những người di dân từ sau khi Italia chặn con đường biển từ Libya đến Âu Châu qua địa Trung Hải. Họ tìm đến Maroc với hy vọng kiếm được một con đường vào Âu Châu và vì không tìm được nên họ ở lại Maroc. Theo ông Stegemann, có thể trong cuộc viếng thăm Caritas, Đức Thánh Cha sẽ tái kêu gọi các nước giàu chia sẻ và liên đối với các nước nghèo. Ngoài ra, trước cuộc bầu cử nghị viện Âu Châu vào tháng 5 tới đây, có thể Đức Thánh Cha sẽ phê bình chính sách khép kín của Liên Hiệp Âu Châu đối với những người di dân và tị nạn ngày càng khép kín biên giới. Caritas Maroc hiện diện tại nhiều thành phố ở nước này. Ông Sejeman cho biết các trung tâm Caritas này phần lớn chăm sóc những người nhập cư lâm cảnh khó khăn khốn cùng. Tại các trung tâm của Caritas, họ được giúp đỡ về lương thực, chăn mền, thuốc men và cả về phương diện luật pháp khi họ gặp vấn đề về cư trú. Tại Maroc hiện nay, theo một ước lượng, có khoảng 50.000 người di dân bất hợp pháp và họ sợ gặp các viên chức chính quyền. Tổng cộng, Caritas chăm sóc khoảng hơn 8.000 người trên toàn quốc và như vừa nói, Hầu hết họ là những người đến từ Phi châu đen. Trong những năm gần đây tại Maroc, càng ngày càng có những nhóm người di dân dễ bị tổn thương, đặc biệt như các phụ nữ có thai, các phụ nữ có con nhỏ hoặc các trẻ vị thành niên không có người lớn đi kèm. Nơi người di dân có những tin đồn theo đó, họ sẽ không bị trục xuất khi vào được Âu châu. Vì thế, họ cố gắng làm sao lẻn vào được khu vực Teuta rộng 18,5 cây số vuông, ở sát biên giới Maroc nhưng thuộc lãnh thổ của Tây Ban Nha. Họ tìm cách qua cửa ngõ Zipatan là lãnh thổ bé nhỏ, rộng 6,7 cây số vuông, ở sát Tây Ban Nha nhưng thuộc chủ quyền Anh quốc. Ông Sejman nhận xét rằng, theo đúng công pháp quốc tế, Maroc không được phép ngăn cản những người đi qua Maroc một khi họ đã vào được lãnh thổ nước này mà không có ý ở lại nhưng chỉ đi qua thôi nhưng người di dân cũng thấy những người tây ban nha phải bảo vệ biên giới của mình về phía chính phủ maroc họ muốn có một quan hệ láng giềng thân hữu với âu châu và nhận được tiền của liên hiệp âu châu cũng như của tây ban nha để làm sao giới hạn làn sóng di dân từ phi châu tới ví dụ theo hiệp định đã ký kết với chính quyền tây ban nha maroc rút những người di dân tìm cách vượt biên để vào lãnh thổ tây ban nha và nhiều khi họ cũng tấn công các cảnh sát biên phòng của Tây Ban Nha. Những người di dân ấy bị giam ở Maroc hoặc đưa thẳng về các nước nguyên quán của họ ở miền nam sa mạc Sahara. Tuy nhiên, Maroc không phải chỉ là nước mà người di dân đi qua, nhưng còn là quốc gia đích điểm. Những người di dân đến và ở lại. Lý do vì so với những nước nghèo như Mali, Seregan, Côte d'Ivoire hoặc Geneva. Vương quốc Maroc vẫn là quốc gia phát triển nhiều hơn. Đối với những người nghèo ở miền Tây Phi Châu như vừa nói, vào được Maroc cũng là một bước nhảy vọt trong cuộc sống. Nhiều người di dân nói, cứ vào được Maroc đi đã, rồi sẽ tính sau. Nhưng rồi những người di dân ấy gặp phải tại Maroc tỷ lệ thất nghiệp cao nơi người trẻ. Và đó cũng là điều tại sao nhiều người Maroc tìm cách di cư sang Âu Châu. Ông Stegeman xác nhận rằng giáo hội công giáo tại Maroc chịu ảnh hưởng mạnh từ các cuộc di cư. Thực vậy, phần lớn các tín hữu công giáo và tin lành ở Maroc là những người phi châu da đen. Tại nhà thờ chính tòa thủ đô Rabat chẳng hạn, trong các thánh lễ Chúa Nhật có khoảng 600 tín hữu da đen và chỉ có khoảng 15 người Âu Châu. Ông Stegeman nói, Chúng tôi được tự do hành đạo và chỉ gặp vấn đề với chính quyền khi các tín hữu Kitô tìm cách truyền đạo cho người Hồi giáo việc khoán cải người hồi giáo là điều thực tế không được cho phép tại Maroc này. Giáo hội thích ứng với điều đó và không cổ võ tín ngưỡng của mình để truyền đạo cho người khác. Vẫn theo ông giám đốc Caritas giáo phận Rabat về đời sống xã hội của giáo hội và các tín hữu Kitô tại các thành phố có sự sống chung liên tôn hầu hết là rất tốt. Ví dụ, quá một nửa các cộng tác viên của Caritas là người Maroc hồi giáo bản xứ. Chúng tôi cũng làm việc với các cơ quan từ thiện của Maroc, chẳng hạn cho một dự án giúp đỡ và săn sóc những người khuyết tật. Tại các miền quê thì giáo hội bị từ khước. Người địa phương đặt câu hỏi, quý vị muốn gì tại đây? Chúng tôi là một xã hội Hồi giáo. Dầu sao thì có nhiều vùng thôn quê không hề có sự hiện diện của các tín hữu Kitô và Caritas cũng không hiện diện và hoạt động tại các vùng ấy. Trả lời câu hỏi, trước lễ Giáng sinh năm vừa qua, tại một vùng xa xôi ở Maroc, có hai nữ du khách người Bắc Âu đã bị những người thân nhà nước Hồi giáo IS chặt đầu. Vậy phong trào Hồi giáo cực đoan tại Maroc mạnh tới mức nào? Ông Stegerman cho biết, Hồi giáo tại Maroc theo truyền thống rất bao dung. Sau vụ sát hại hai phụ nữ Bắc Âu, xã hội Maroc rất xúc động và có nhiều người lên tiếng bày tỏ tình liên đới, lên án hành động sát nhân ấy. Trường phái Malikid trong Hồi giáo ở Maroc chống lại trào lưu Hồi giáo cực đoan Salafid ở Ai Cập và Guhabid ở Ả Rập Xê Út cả vua Mohammed thứ sáu cũng dấn thân mạnh mẽ chống lại thứ trào lưu Hồi giáo cực đoan ấy. Vì thế, người ta không thấy có sự bành trướng của các trào lưu này ở Maroc. Tuy nhiên, những lực lượng Hồi giáo bảo thủ đang chiếm được nhiều số phiếu hơn trong các cuộc tuyển cử. Nhưng điều này không phải vì những tâm tình chống Kitô tô giáo, nhưng vì các cử tri cảm thấy bị bỏ rơi trong cuộc canh tân đất nước và coi mình như những người bị thua thiệt. Họ có hy vọng sẽ có nhiều công bằng hơn nhờ tôn giáo. Trong dịp Đức thánh cha đến thăm Maroc, vấn đề tự do tôn giáo đã được nhiều cơ quan truyền thông nước ngoài nói đến. Tự do tôn giáo tại Maroc chỉ là tự do phụng tự chứ không phải là tự do tôn giáo theo nghĩa thông thường ở Âu Mỹ. Một nhóm các tín hữu Kitô ở Maroc đã gửi thư về tòa thánh, xin Đức thánh cha trong cuộc viếng thăm sắp tới đây can thiệp với chính quyền Maroc để bảo đảm quyền tự do tôn giáo đúng nghĩa trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin EFE của Tây Ban Nha hôm 22 tháng 3 vừa qua. Ông Juhe Dukali, điều hợp viên nhóm Kitô hữu Maroc, không được nhà nước Maroc công nhận, đã cho thấy bản sao lá thư họ gửi cho Đức Thánh Cha Francisco. Trong đó họ xin ngài làm sao để khắc vọng tự do căn bản được đáp ứng, vì cho đến nay điều này vẫn chưa được thực hiện. Ông Dukali cũng xin Đức Giáo Hoàng can thiệp để con cái các gia đình Kitô ở Maroc được chuẩn trước, không phải tham dự các lớp giáo lý Hồi giáo là môn học bắt buộc ở các trường học ở Maroc, cũng như để họ có quyền đặt tên thánh cho con cái họ. Tuy gửi thư như vậy, nhưng ông Ducali tỏ ra bi quan và nói rằng, Chúng tôi hài lòng vì cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, nhưng chúng tôi không nuôi nhiều hy vọng cuộc viếng thăm này có thể thay đổi nhiều tình trạng của chúng tôi trong tư cách là Kitô Hữu. Theo hiến pháp Maroc, hồi giáo Sunni là quốc giáo tại nước này và chỉ nhìn nhận cộng đoàn do Thái giáo có từ nhiều thế kỷ tại đây. Về phần Đức Tổng Giám mục Lô Gép của Giáo phận Thủ đô Rabat, ngài cho biết trong tư cách là giáo hội Công giáo, chúng tôi mong muốn một điều mà Kinh Cô Rang của hồi giáo được áp dụng khắp nơi, đó là không có sự cưỡng bách nào trong tôn giáo nhưng tôi phải nhận rằng người ta còn xa vời với nguyên tắc này do vậy cũng có một cái gì đó chuyển động một cách từ từ trong tư cách là kitô hữu công giáo chúng tôi rất biết ơn về được tự do phụng tự hoàn toàn nhưng chúng tôi hài lòng nếu nhân dân maroc có thể được hưởng mọi quyền tự do trong đó có tự do lương tâm điều này tùy thuộc những cuộc nói chuyện giữa maroc và tòa thánh đồng thời cũng tùy thuộc sự cởi mở của xã hội Maroc. Tôi mong muốn rằng chúng tôi các Tô hữu có thể trở thành công dân Maroc mà không phải thay đổi tôn giáo của chúng tôi. Chúng tôi muốn nối kết với truyền thống này. Đức tổng giám mục Lopez Romero gọi đề tài các tín hữu Kitô người Maroc là một vấn đề gai góc và nói thêm rằng trong các cộng đoàn của chúng tôi, chúng tôi không có tín hữu Kitô Maroc cùng lắm có ba hoặc bốn người Maroc hiện diện. Và Đức Tổng giáo mục mời gọi tất cả dân chúng Maroc tham dự cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Đây là một dịp duy nhất để chứng tỏ rằng chúng ta đề cao giá trị của những gì liên kết chúng ta hơn là những gì gây chia rẽ. Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại lời chứng của Eva Crosetta, người dẫn chương trình trên con đường Damascus đức tin của tôi được sống từ tình yêu và thực tế. Ánh mắt triều mến của cha Matteo các chàng trai Congo háo hức học tiếng Ý. Lòng đầy nhiệt tình của Sơ Clelia, một thiếu nữ, người đã từng nghiện ma túy, đang ở phòng thu. Sự khôn ngoan của cha Maurizio Botta Tất cả những khuôn mặt này, cùng với lời nói và câu chuyện của họ được truyền tải qua sự dẫn dắt của Eva Grossetta, người dẫn chương trình Trên con đường Damas. Trên con đường Damas là một chương trình truyền hình Ý nội dung tập trung về văn hóa và tôn giáo, đặc biệt chú trọng đến chủ đề Công giáo. Những câu chuyện được kể lại với chứng từ và các giá trị tích cực của tình liên đới truyền thống Kitô giáo được sống một cách cụ thể như một nguồn hy vọng. Đối với Eva Rosetta nói, tôi trước hết là nói chúng ta, một người bằng xương thịt, đôi khi là người đang đau khổ, nhưng những người này qua gặp gỡ đã thay đổi cuộc sống của cô dưới sự dẫn dắt chương trình của eva mỗi tập trên con đường damas xoay quanh một câu hỏi mang tính hiện hữu tính thần học chúa từ đâu đến làm thế nào bạn có thể tha thứ tuy nhiên để trả lời họ không phải là chuyên gia hay nhà thần học mà là những người bình thường kể về kinh nghiệm của chính họ eva cho biết trên các kênh truyền hình tràn ngập các chuyên gia trong khi tôi muốn đưa con người trở lại trung tâm mặt khác chỉ có sự gần gũi này chúng ta mới có thể nhận ra chính mình cho phép bạn nói chuyện với những người cảm thấy xa giáo hội chẳng hạn trong tập dành riêng cho chủ đề chúa ở đâu chúng tôi đã có một khách mời là một thiếu nữ với một quá khứ đau thương vì nghiện ma túy theo đề nghị của cộng tác viên tôi đã đến gặp cô ấy một tuần trước buổi phát sóng trong cộng đồng đã tiếp nhận cô ấy ở tỉnh Frosinone. Chúng tôi đã ăn trưa với cô ấy cùng với các chàng trai khác. Cha Matteo Tagnafiri, người sáng lập cộng đồng đối thoại, người đang phục vụ họ giải thích. Chăm sóc tâm hồn là làm cho người khác cảm thấy thực sự được yêu thương. Không có gì khác. Thật vậy, tại phòng thu, thiếu nữ này nói rằng, ngay khi cô liều mình chết, cô đã tìm thấy tình yêu của Chúa nơi những người đón tiếp cô eva cho biết mục đích chính của chương trình là đưa con người trở lại trung tâm tôi không phủ nhận rằng tôi thích thu thập lời chứng của các tín hữu làm việc trong thế giới giải trí và tại sao không về chính trị bây giờ đó chỉ là ước muốn của tôi nhưng tôi nghĩ sẽ rất thú vị nếu đức tin có ảnh hưởng đến công việc của những người chính trị gia như thế nào vì nó nên phục vụ cho lợi ích chung trên con đường damas muốn đưa ra một thông điệp đức tin giúp vượt xa việc tìm kiếm niềm tin tôn giáo của chính mình sự hoán cải diễn ra trong gia đình ở trường học nơi môi trường làm việc trong hôn nhân điều đó có nghĩa là có sự chuẩn bị trước của tâm trí phát triển tích cực và chấp nhận thử thách theo các quy tắc của tin mừng và rồi đức tin tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống hằng ngày eva nói chính đức tin đã giúp tôi đang tập luyện cách sống của tôi cầu nguyện là một khía cạnh cơ bản chắc chắn nhưng điều quyến rũ tôi nhất về khía cạnh tôn giáo là nhận thức về thiên chúa người hành động trong lịch sử và tôi đã không tình cờ sử dụng động từ quyến rũ nếu đức tin là tình yêu thì không thể không có khả năng hấp dẫn điều làm tôi say mê nhất đối với niềm tin của mình đó là chúa trở nên sắc phàm và muốn làm cho con người được tự do đó là một điều chắc chắn mang lại cho tôi hy vọng và an ủi chúng ta mong đợi sự vĩnh cửu những gì chúng ta sống chỉ là một đoạn đường phía trước eva cho biết về ơn trở lại của mình tôi đã nhận được một nền giáo dục công giáo tôi đã tham dự giáo lý và lãnh nhận tất cả các bí tích nhưng cuộc sống của tôi không có gì là đặc biệt như đối với nhiều người Tới tuổi thiếu niên, tôi rời xa giáo hội, cho đến khi tôi trải qua một giai đoạn đặc biệt khó khăn. Tôi trở lại giáo hội với mục đích tìm kiếm một sự an ủi, và tình cờ tôi gặp cha Matteo Galloni. Cha đã đến với tư cách là khách mời của chương trình phát sóng, A Điều này làm cho tôi rất ấn tượng, và tôi quyết định đến Firenze để biết thực tế điều mà cha đã thành lập, Amli. Cộng đoàn tình yêu và tự do, nơi chăm sóc trẻ em và cha mẹ sống ở vùng nghèo khó. Mùa hè năm đó tôi đã cùng họ đến Congo. Nó hoàn toàn thay đổi quan điểm của tôi. Ở Congo, tôi dạy tiếng Ý cho một nhóm sinh viên. Nơi họ ở không có nước và ánh sáng. Tôi vẫn còn nhớ ngày tôi đến thăm một cộng đoàn gần đó. Tôi không giới thiệu mình là ai, nhưng một nữ tu tên là Clelia ôm chào tôi. Sơ nói với tôi, tôi không cần biết bạn là ai. Tôi yêu bạn vì một điều đơn giản bạn đang ở đây. Một điều khác làm tôi ấn tượng và khi một số bạn trẻ mà tôi dạy tiếng Ý, sự hồn nhiên và chân thật của họ đã làm cho tôi xúc động. Tôi tự hỏi người phương Tây chúng tôi đã mất nhiều điều thú vị của cuộc sống. Chúng tôi tránh những điều chân thật, thực tế. Kể từ đó, tôi đến gần với giáo hội hơn và tự nhủ lòng Chúa ở trong lịch sử nhưng Ngài cũng cần tôi hành động và thế là tôi bắt đầu một hành trình đức tin mới của mình. Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục Thần học Kinh Thánh trình bày về đề tài giáo huấn của hai sách sử biên về Thiên Chúa đấng yêu thương che chở và cứu giúp Israel. thưa quý vị thính giả, khi đọc hai sách sử biên, chúng ta nhận thấy chúng chứa đựng nhiều giáo huấn sâu sắc. Chúng là một tổng hợp đức tin truyền thống của dân Israel, như đã được Cộng đoàn Do Thái sống vào cuối thế kỷ thứ tư hay đầu thế kỷ thứ ba trước công nguyên. Trước hết là giáo huấn liên quan tới Thiên Chúa. Nó tùy thuộc phần lớn giáo huấn đệ nhị luật. Tên gọi thường xuyên của Thiên Chúa là Elohim, chứ không phải là Yahweh. Điều này có nghĩa là soạn giả nêu bật sự siêu việt của Thiên Chúa. Thật thế, Thiên Chúa ngự trên trời như viết trong sách sử biên hai chương 7 câu 14. Nếu dân ta, dân vốn kêu cầu danh ta mà biết hạ mình xuống khẩn nguyện và tìm kiếm nhan ta, từ bỏ những con đường xấu xa mà trở lại, thì ta từ trời, ta sẽ nghe và thứ tha tội lỗi nó và sẽ phục hưng xứ sở của nó. Thiên Chúa cũng hiện diện trong đền thờ trên trái đất với danh của Ngài. Trong chương 28 sách Sử biên 1, vua David cho dân chúng biết ông đã ấp ủ trong lòng ý định xây cất một ngôi nhà làm nơi đặt hòm bia giao ước của Thiên Chúa, làm bệ chân cho Thiên Chúa và đã chuẩn bị cho việc xây cất này. Nhưng Thiên Chúa đã phán với nhà vua rằng ông không được xây nhà kính danh Ngài vì ông đã nhiều phen giao chiến và đổ máu quá nhiều. Chương 29 cùng sách ghi lại lời cầu chúc tụng của vua David dâng lên Thiên Chúa trước mặt đại hội toàn dân như sau: Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, tất cả những của cải mà chúng con thu góp đây để xây dựng một ngôi nhà kính thánh danh Ngài, đều bởi tay Ngài mà có, tất cả là của Ngài. Thiên Chúa tiếp cận với con người qua các vị trung gian như thiên sứ của Chúa chương 21 sách sử biên một kể lại vụ nhà vua ra lệnh kiểm kê dân số nên bị Thiên Chúa đánh phạt. Vua David trông thấy thiên sứ của Chúa đứng gần sân lúa của ông Ốc Nan, người Dơ Vút. Giữa đất và trời, tay vung gươm trần hướng về Jerusalem. Nhà vua cùng các ký mục ngã sấp mặt xuống đất. Vua David xin thiên chúa đánh phạt mình và tha cho dân là bảy chiên vô tội Thiên Chúa cũng giao tiếp với con người qua thần khí. Khi vua Saul mưu sát David khiến cho ông phải trốn chạy và vào sống trong mật khu có nhiều người nhập bọn. Thần khí tràn ngập ông Amasai đứng đầu nhóm 30 và họ nguyện sống chết với David. Satan cũng được dùng để đứng lên chống lại Israel và xúi dục vua David thống kê dân số tuy nhiên thiên chúa không luôn luôn được coi như lý do trực tiếp của sự giữ gia vê là thiên chúa duy nhất và đại đồng ngoài ngài ra không có các thần linh nào khác mặc dù là đấng siêu việt thiên chúa can thiệp một cách tích cực vào lịch sử loài người ngài hiện diện khắp nơi ngài biết hết mọi sự và thống trị trên mọi người để thực thi các chương trình của mình thiên chúa sử dụng cả các dân ngoại nữa người Phi Tinh và người Ả Rập được Thiên Chúa kích động chống lại vua Joram. Vua Nabucodonosor được Thiên Chúa gửi tới chống lại vua Sedecia và các thủ lãnh của dân Israel. Vua Siro thì đã được Thiên Chúa linh hứng cho phép dân Do Thái bị đi đầy hồi hương. Thiên Chúa phán xử các quốc gia và không thể nói tới Thiên Chúa như là Thiên Chúa của Jerusalem như thể các thần linh khác là những vật vô tri vô giác do chính tay con người làm ra. Thiên Chúa có một tương quan đặc biệt với dân Israel. Kiểu nói Thiên Chúa của cha ông hay Thiên Chúa của tổ tiên họ ám chỉ sự tiếp nối của quốc gia Israel như là dân riêng của Thiên Chúa. Trong lời cầu cảm tạ Thiên Chúa, vua David mời gọi toàn dân chúc tụng Chúa. Và toàn thể đại hội chúc tụng Gia Vê là Thiên Chúa của cha ông họ rồi phủ phục bái lạy Thiên Chúa và Đức Vua. Ngay từ thời tạo dựng, Thiên Chúa đã nhắm tới việc thành lập dân riêng của Ngài. Thật thế, gia phả của Adam nhắm tới Abraham và đạt tới Jacob, được gọi là Israel, và 12 người con của ông, sau này sẽ là các tộc trưởng của 12 chi tộc Israel. Thiên Chúa đối xử với Israel bằng tình yêu thương. Nữ hoàng Saba khi nghe biết sự khôn ngoan của vua Salomon đã đến viếng thăm và ca ngợi nhà vua như sau. Những điều tôi đã nghe nói ở nước tôi về Ngài và về sự khôn ngoan của Ngài quả là sự thật. Tôi đã không tin những điều người ta nói cho tới khi tôi đến và thấy tận mắt. Nhưng thực ra người ta cho tôi biết chưa tới một nửa về sự khôn ngoan kỳ diệu của Ngài. Ngài vượt xa tiếng tâm lừng lẫy tôi đã nghe về Ngài phúc thay thần dân của ngài phúc thay quần thần của ngài những kẻ luôn luôn được túc trực trước mặt ngài và nghe biết sự khôn ngoan của ngài chúc tụng đức chúa thiên chúa của ngài đấng đá ưu ái đặt ngài trên ngôi báu của người để ngài làm vua phục vụ đức chúa thiên chúa của ngài vì thiên chúa của ngài yêu thương israel muốn cho dân này được muôn đời bền vững nên đã đặt ngài làm vua cai trị họ để Ngài thi hành luật pháp và công lý. Thật vậy, Thiên Chúa yêu thương dân Israel bởi vì Ngài được cột buộc với họ với mối dây của giao ước. Giao ước là từ được dùng tới 34 lần trong sách sử biên. Đặc thái của giao ước là ý niệm khế xét, nghĩa là tình yêu thương trung thủy. Từ khế xét, tình yêu trung thành được dùng 32 lần trong sách sử biên. Chính vì yêu thương trung thành nên Thiên Chúa cứu vớt và trợ giúp Israel. Trước cuộc xâm lăng của vua Sennacherib, vua Assyria, vua Khitki-Yahu khích lệ dân chúng như sau: Mạnh bạo lên, can đảm lên, đừng sợ hãi, đừng kinh khiếp trước mặt vua Assur và trước tất cả đám đông đi với vua ấy, bởi vì Đấng ở với chúng ta mạnh hơn những người ở với vua ấy. Ông ta chỉ có sức mạnh phàm nhân. Còn chúng ta có Đức Chúa là Thiên Chúa của chúng ta, Đấng phù hộ và chiến đấu bên cạnh chúng ta. Chính vì thế Thiên Chúa ban chiến thắng cho dân Israel trên các thù địch của họ. Gia về Thiên Chúa liên tục thông truyền với dân Ngài, nói và hành động cho họ. Ngài giữ gìn các lời hứa và thực hiện điều Ngài loan báo. Chương 36 sách Sử biên 1 ghi rằng vào năm thứ nhất đời vua Siro cai trị Babylonia, để lời Đức Chúa phán qua miệng ngôn sứ Jeremia được hoàn toàn ứng nghiệm, Đức Chúa tác động trên tâm trí vua Siro và vua ban hành sắc chỉ cho dân Do Thái được hồi hương. Thiên Chúa cũng biểu lộ ý muốn của Ngài qua công việc của các vua ngoại giáo nữa. Chẳng hạn như vụ Neco vua Ai Cập, nhân danh Thiên Chúa, nói cho vua Yosiyahu biết rằng Ông đến chống lại một dòng họ thù nghịch với Thiên Chúa và ông khuyên nhà vua đừng cưỡng chống lại Thiên Chúa kẻo bị tiêu diệt. Nhưng vua Yoshiyahu đã không nghe lời ông nên đã bị tử thương trong trận chiến. Thế rồi còn có vụ vua Siro ra sắc chỉ cho dân Do Thái được hồi hương nữa, như kể trong chương 36 sách Sử biên hai, các câu 22 và 23. Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loạn. Trước chuyến viếng thăm Maroc 30 đến 31 tháng 3 sắp tới, Đức Thánh cha Francisco gửi một số điệp video đến người dân đất nước này như thông lệ ngài thường làm trước mỗi chuyến viếng thăm. Vatican Tiến sĩ Alessandro Gisotti, quyền giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã thông báo chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại ba nước Mozambique, Madagascar và quần đảo Mauricio từ ngày 4 đến 10 tháng 9 năm 2019. Manila, Giáo hội Philippines dẫn thân để giúp cho cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 13 tháng 5 sắp tới được minh bạch, trung thực, chính xác, có ý nghĩa và hòa bình. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành, ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam lò đế tua Jesus Christus ngợi khen chúa Jesus kitô